các bạn. Ốc đang ở tiệm, chạy ra tiệm được đúng 5 phút mà vẫn phải cố gắng lao cái đầu ra. Tại vì sau khi ra khỏi đây là Ốc sẽ đi thẳng xuống phim trường. Hôm nay Ốc sẽ bắt đầu ghi hình ngày đầu tiên của chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Cô Ốc làm giám khảo chương trình này. Bữa giờ thì chương trình đã quay rồi nhưng mà chưa có quay giám khảo. Hôm nay thì giám khảo mới bắt đầu tham gia, thành ra là không có kịp thời gian. Hello Su Phạm, Như Quỳnh. Và Ốc sẽ tranh thủ tối đa. Chào em yêu Thủy Trần Chè Vằn. Ngày mai, ngày mốt thì quay Mãi Mãi Thanh Xuân. Thì chắc các bạn cũng biết chương trình tài năng dành cho các đối tượng là những người lớn tuổi, là cô, chú, ông, bà, là những người rất là lớn, và họ sẽ thể hiện cái niềm vui thông qua những tiết mục của mình. Thì ngày mai, ngày mốt là Ốc đi quay 2 ngày Mãi Mãi Thanh Xuân, là Ốc khỏi làm gì luôn, ở nhà bỏ nguyên một bầy con ở nhà. Rồi có thêm con của bạn tôi hôm qua là sinh nhật cô Ca tại Vườn Bia, là bé Bon, con của mụ phù thủy đó, phù thủy trong là vợ phải thế đó, là qua nhà Ốc, thành ra là quần với tụi nó. Và bây giờ phải để ở nhà rồi để mẹ Ốc đi làm kiếm cơm nuôi bầy con bé bỏng. Ok, tiệm của Ốc ở số 22 Đào Tấn, phường 5 quận 5. Cho chị cái bản số điện thoại. Số điện thoại tiệm mình là 0932 2032, 0903 300230. Đây các bạn à, không lẽ mình làm cái trò này thì nó kỳ quá, nó giống con ma nơ canh mà đứng ngoài đường lắc nó bẫy khách. Nhưng mà bây giờ mình khổ quá rồi các bạn, tại vì mình bị giả mạo đến mức mà mình chịu không nổi đó. Coi như thập diện mai phục luôn mà hết tức luôn, mình hết tức, mình mắc cười luôn á. Mình không hiểu là mình đang ở một cái thế giới gì mà tại sao người ta có thể đối xử với nhau như vậy á. Thành ra là thôi bây giờ mình sống chung với lũ và mình cứ cố gắng thôi, cứ đàng hoàng mà bước tới thôi. Cảm ơn em yêu Thủy Trần Chè Vàng đây. Ốc Mama 0932 2032 0903 300230. Ốc Mama chính chủ nha bà con, để đây nha, khỏi cho bà Facebook giả nào lý lại livestream của tôi phát như là thiệt vậy đó, giả từ trên xuống dưới vậy đó. Ốc mà đăng cái hình nào là bên đó đăng y chang vậy. Thương chồng tôi ghê, lưu hình chồng tôi quá trời, suốt ngày đăng hình chỉ đùa giống tôi ghê. Ok, dạ chào chị Ngọc Anh, Bùi Thúy Phan. Hôm nay thì Ốc không có kịp giờ, chỉ có vài phút để nói chuyện thôi. Rất là thông cảm dùm Ốc nha, tại vì do mình còn phải đi làm kiếm cơm nữa. Thì Ốc đang ngồi ở chỗ khu vực collagen, thì chắc là Ốc sẽ nói luôn về collagen. Thì đây là một cái sản phẩm mà Ốc nghĩ là nó thực sự phù hợp cho tất cả các chị em phụ nữ trong mùa nắng nóng và làm hao tổn làn da của chúng ta như thế này. Các bạn cũng nhìn thấy là bình thường Ốc vẫn đánh cái nền cũ, thì bình thường á, cái mặt Ốc với lại cái người Ốc là nó sẽ xem nhau. Nhưng bây giờ khi Ốc đánh cái nền này thì cái mặt Ốc nó bị trắng hơn cái người Ốc rất là nhiều. Mà nếu như Ốc đánh cái nền mặt mà nó đen á, đi bình thường thì được, bữa giờ là Ốc đổi sang nền đen rồi, nhưng mà nếu mà đi quay thì cái mặt Ốc tối hù luôn, lên sân khấu nó không có ăn đèn đó. Thành ra là xíu là mặc bộ đồ lên tới đây rồi, chưa có cái mặt ra thôi. Mà nếu mà mặc đồ bình thường là sẽ thấy là cái người nó đen thui như vậy. Nói chung là trong cái mùa mà nắng nóng như thế này, cái việc mà bảo vệ da, làm cho da của mình sáng mịn một cách tự nhiên và đẹp hơn từ bên trong là một cái điều nên làm. Ốc nghĩ là nó rất là nên làm. Mùa thu này thì Ốc sẽ có một chuyến sang Nhật. Ốc sẽ sang để gặp đối tác Akiba, đồng thời Ốc cũng sẽ đi cùng với một đoàn du lịch của bên công ty du lịch quốc tế Việt Á, là đơn vị mà Ốc thường đi rất là nhiều trong những hành trình đi khắp mọi nơi trên thế giới. Thì Ốc sẽ sang để gặp đối tác của mình nè, tại vì ông sếp boss của Akiba đã từng về Việt Nam ghé tiệm Ốc chơi, xong rồi dẫn nguyên tiệm Ốc đi ăn rất là vui. Rồi có ông Suzuki là một nhân vật cũng rất là quan trọng trong công ty Akiba, thì ông luôn luôn là người đem những sản phẩm rất là tốt của Nhật về tiệm cho mình. Cho nên là Ốc cũng sẽ sang sớm để mà Ốc thăm họ, Ốc ghé thăm công ty của họ để cho các bạn biết rằng là trụ sở công ty Akiba tại Nhật Bản như thế nào và những sản phẩm của công ty này, của tập đoàn này được sản xuất ra sao. Tại vì không phải chỉ có collagen mà còn rất là nhiều những dòng sản phẩm khác, ví dụ như là Fucoidan là một loại sản phẩm mà hỗ trợ để mà ngăn ngừa và giúp cho những người mà đang bị hành hạ bởi chứng bệnh ung thư sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thì và còn rất là nhiều những sản phẩm khác rất là tốt của Akiba nói riêng và những sản phẩm của Nhật nói chung. Thì nói chung là trong cái mùa nắng nóng này, Ốc nghĩ là điều chúng ta nên làm là bạn sử dụng kem chống nắng thường xuyên này, bạn uống nhiều nước, bạn bổ sung khoáng chất, bạn bổ sung vitamin C, bạn dưỡng da một cách đều đặn, kiên trì và bài bản. Bạn sử dụng những cái sản phẩm nó chất lượng và bạn uống thêm những cái viên uống hay là những loại thực phẩm nó hỗ trợ làm đẹp da mình từ bên trong. Thì Ốc nghĩ nó sẽ là một cái điều đó rất là cần thiết, nhất là đối với những làn da bắt đầu bước vào lứa tuổi lão hóa. Như Quỳnh, Ốc siêu nhân ngày nào cũng biến hình chính xác. Thanh Vi ơi, chị thích, chị cũng biết chị là cái gì luôn á. thì đó là kiếp con ốc mà sao mà lúc nào nó cũng phánh từ bên này phánh qua bên kia, không bao giờ mà thấy bò lết đi đâu mà từ từ. Thực sự là một ngày của ốc rất là ngắn, phải làm quá nhiều việc đó các bạn. Thì giờ sao? Muốn sao nè? Muốn có một gia đình lớn với những đứa con dễ thương đúng không? Muốn vừa trẻ trung xinh đẹp mà vẫn phải có tiền thì phải làm đúng không? Rồi muốn làm nghệ thuật một cách đàng hoàng chân chính thì cũng phải đi quay đúng không? Nói chung là cái gì cũng muốn hết á thì phải cày thôi, chứ giờ sao giờ? Không thể nào mà ngồi than vãn hay là ước ao là tôi sẽ có một núi tiền, tôi có một gia đình hạnh phúc, tôi có vài đứa con và tôi được đi khắp thế giới. Không, không ai làm điều đó cho mình ngoài chính bản thân mình hết, nên là phải làm thôi. Ok, nhanh thôi, Ốc sẽ nói qua về Akiba Collagen. Thì các bạn có thể sở hữu sản phẩm này rất là dễ dàng tại Ốc Mama. Tuy nhiên là vì những sản phẩm của Nhật thì rất là tốt và mỗi lần về cũng rất là khó, cho nên là các bạn có thể tranh thủ mua ngay khi thấy nó trên kệ của Ốc Mama. Tại vì khi mà nó hết rồi thì Ốc cũng phải đợi, nhiều khi phải 1 tuần, 10 ngày gì đó thì hàng mới về tới. Tại vì hàng gửi về từ Nhật nó cũng sẽ không có nhanh giống như là từ Thái, từ Mã Lai hay là những cái nước lân cận gần hơn. Hàng Hàn Quốc chính vậy mà lại về nhanh hơn là hàng Nhật đó các bạn. Thì đây là một cái loại bột collagen, thì trong đó nó chứa thành phần từ dâu Amaou. Dâu Amaou là một cái loại dâu rất là cao cấp tại Nhật Bản, và giá thành của dâu Amaou thì nó cũng mắc hơn so với những loại dâu khác. Thì nó sẽ bổ sung elastin, giúp cho làn da của chúng ta nó săn chắc hơn, độ đàn hồi tốt hơn. Nó sẽ bổ sung nguồn collagen rất là dồi dào trong một gói nhỏ 6,5g này, nó chứa tới 5.000mg collagen, và nó sẽ thay đổi cái quá trình cải thiện bề mặt da phía bên trong cơ thể chúng ta. Tức là giống như bây giờ mình xài, mình dưỡng da thì tức là mình đang thay đổi cái quá trình da của mình nó phát triển một cách bình thường, thì đến lúc mà nó lão hóa thì nó sẽ phải xuống sắc, nó sẽ phải nổi thêm những cái đốm nâu, tàn nhang, nếp nhăn. Đó là chuyện rất là bình thường. Bây giờ mình đang cải tạo cái quá trình đó thì mình phải áp dụng nhiều cái phương pháp khác nhau, và sự cộng hưởng của các phương pháp này sẽ đem đến một cái làn da nó săn chắc, khỏe khoắn, sáng mịn, và nó hạn chế tối đa tốc độ của sự lão hóa. Mình không thể nào ngăn chặn nó hoàn toàn, bởi vì kiểu gì thì lão hóa vẫn diễn ra. Tuy nhiên nó diễn ra với tốc độ chậm thì nó vẫn đỡ hơn là nó diễn ra với tốc độ nhanh, đúng không các bạn? Thì đây là Akiba Collagen dâu Amaou. Bạn uống hàng ngày, bất kể thời gian nào cũng được, nhưng bạn có thể uống tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi bạn uống sau rồi bạn ngủ thì cơ thể của bạn được nghỉ ngơi, thì cái thành phần collagen nó sẽ được hấp thụ vào trong bên trong cơ thể của bạn, và nó gần như giống như là kiểu nó sẽ tấn công trực diện vào những cái tế bào dưới da để làm thay đổi cái bề mặt da của chúng ta, nó sẽ đẹp và mịn màng hơn. Thì collagen Akiba dâu Amaou của Nhật một hộp này á, giá là 500.000 đồng một hộp, gồm có 10 gói. Bạn dùng hàng ngày hoặc là cách ngày đều được cả, hoặc là bạn có thể uống bất kỳ lúc nào, bởi vì nó ngon giống như một ly nước dâu thật sự vậy. Đó là lý do tại sao mà Ốc rất là yêu thích sản phẩm này, và Ốc luôn luôn mang theo. Khi mình đi mình mang theo thì mình chỉ cần mang những cái gói nhỏ này thôi các bạn. Mình chỉ cần có một cái bình nước nhỏ, mình pha là mình uống rất là ngon, khoảng tầm 250ml là ok. Hoặc bạn pha ra một cái ly nước, đừng có quá ít nước thôi là được, mà cũng không cần phải là quá nhiều nước theo kiểu một chai nước suối lớn thì không cần ha. Nó chỉ cần một cái ly bình thường thôi, bạn có thể cho nó pha trộn chung với lại rau ua, với sữa tươi đều được, nhưng mà thường thì Ốc chỉ pha với nước lọc là đủ ngon rồi. Và bạn có thể sử dụng bất kỳ lúc nào như một thức uống giải khát, nhưng nó lại hỗ trợ để làm đẹp da của mình, nhất là trong cái mùa hè nó nắng nóng như thế này. Các bạn thân yêu, các bạn có tin là bây giờ Ốc phải đi không? Ốc không thể nào ngồi lâu được nữa hả? Thôi lỡ rồi, cảm này khổ lắm. Lỡ là nói luôn cái tảo biển lấy giùm chị cái. Tại vì đã nói về sản phẩm mà uống để mà làm đẹp da từ bên trong á, thì các bạn cũng đừng bỏ qua cái sản phẩm này của Pháp, tập đoàn Phoenix Pháp. Tại vì hiện tại thì Ốc cũng đang cộng tác với rất là nhiều những công ty lớn của châu Âu, hàng nội địa của Đức, hàng của Pháp. Tại vì đây là những sản phẩm được đóng mác là sản xuất tại châu Âu và theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng, cho nên nó rất là an toàn. Thì Ốc sử dụng cái tuốt envy này hàng ngày để mà bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là cải thiện làn da. Tức là Ốc sử dụng phối hợp nhiều phương pháp chứ không có rập khuôn, chỉ có một phương pháp. Na lấy dùm chị cái trên xe có gần đây không? Lấy hộ mẹ cái hộp này được không? Xe sao? Ở trong cái túi màu hồng to á, em nhìn vô thấy cái túi lưới á, có cái hộp này nè, em lấy hộ mẹ đó nha. Đây là tảo biển vitamin C Tooth & V của tập đoàn Phoenix Pháp. Thì tảo biển này nó sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, giúp chúng ta hạn chế được những cái bệnh vặt, Tại vì trong cái thời tiết nắng nóng này là cơ thể chúng ta cứ phải đi ra chỗ nắng, xong rồi lại vào chỗ mát, cứ đi lên đi xuống xe hoặc là ra vào phòng máy lạnh liên tục thì mình rất là dễ bị ốm, hoặc là những cái chuyến du lịch cũng đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sức bền, cái sức dẻo dai tốt hơn. Cho nên là Ốc luôn uống bổ sung cái ống này mỗi ngày một ống, một hộp nó gồm có 14 ống và mỗi ống là 10 ml. Giá cũng hợp lý thôi các bạn, 900.000 đồng cho 14 ống. Bạn có thể uống vào buổi sáng, buổi trưa, tức là đừng có uống chiều tối thôi, tại vì nó chứa vitamin C. Mình không có nên uống vào cái giờ mà chiều tối thì sợ tối mình khó ngủ, và mình có thể uống bất kỳ lúc nào khi bạn thích, nhưng mà một ngày thì chỉ cần một ống thôi. Bạn có thể uống hôm nay, ngày mai bạn uống nữa cũng được, hoặc là uống hôm nay thì ngày mốt bạn uống. Nó sẽ giúp cho cái sức khỏe, sức đề kháng, hệ miễn dịch của mình nó sẽ làm việc tốt hơn, và đồng thời nó sẽ cung cấp một cái lượng vitamin C rất là dồi dào để giúp cho làn da của chúng ta nó cũng đẹp hơn từ bên trong. Tại vì vitamin C tự nhiên thì cơ thể của chúng ta có thể hấp thụ được thông qua những cái nguồn tự nhiên từ thực phẩm như là các loại trái cây có vị chua. Nhưng mà bạn cũng không thể nào cân đo đong đếm được là một ngày bạn thu nạp vào bao nhiêu vitamin C cho cơ thể. Cho nên khi sử dụng cái ống này thì bạn sẽ thấy là việc hấp thụ vitamin C nó trở nên đơn giản, và da của bạn nó cũng sẽ đẹp hơn, mịn hơn với việc bạn sử dụng cái tảo biển vitamin C Tốt MV này. Các hộ chị cái này ha, Ốc đây, cái này của Ốc nè, hàng ngày Ốc mang theo nè, đi Maldives cũng mang theo, đi Hàn Quốc cũng mang theo, đi quay đi làm gì cũng mang theo hết. Nên cứ Ốc cứ uống dần dần như vậy đó. Đây. Cái này, cái ống nó bằng nhựa nên mình không có lo, mình đi mình không có sợ nó bể các bạn. Sợ là những cái ống thủy tinh thôi. Ok. Trước khi uống thì bạn lắc lên ha, để cho cái lượng tảo ở trong ống nó sẽ được pha trộn đều. Bạn dùng cái cây này là của trong hộp luôn, bạn mở nó ra rồi sau đó bạn uống hết thôi, rất là đơn giản. Ốc thì thường hay uống tầm giờ này để mà mình có đủ cái sức bền mình làm việc cả ngày. Vậy thôi đó, rất là đơn giản. Ok các bạn thân yêu ơi, Ốc không có nước hoa cho nam. Thi thoảng Ốc có nước hoa nhưng mà vì Ốc không có chuyên ở Bùi Văn Thoại, Ốc chuyên về các sản phẩm dưỡng da và mỹ phẩm nhiều hơn. Nguyệt Trần, cốt xù sinh bé 5 tháng xài được không vấn đề gì hết nha em Trúc Thanh. Cốt xù nó cũng rất là ok, nhiều sản phẩm hữu dụng mà giá mềm. Tâm Vĩ, Kim Hường Nguyễn, cỏ 4 lá. Tâm Vĩ, em đang bị nám da hả? Em có thể, nếu mà các bạn nào mà đang có vấn đề về nám hoặc là muốn cải thiện làn da mà da của mình bị nếp nhăn các bạn có thể sử dụng cái bộ trẻ hóa da Inner Nature thuộc La Givaudan. Bộ này rất là tuyệt vời, siêu đẳng luôn. Tuy nhiên là giá nó hơi cao một chút vì nó thành phần là gần như là 100% từ thảo dược. Ốc nhớ không lầm con số đó, nó rơi vào khoảng 95%. Còn lại thì nó là những cái thành phần cũng rất là an toàn và lành tính cho làn da của mình. Đó là một bộ gồm có toner, serum và cream của Inner Nature thuộc La Givaudan. Nó sẽ giúp cải thiện nám, tàn nhang, nếp nhăn rất là hiệu quả. Còn các bạn mà muốn chăm sóc da cơ bản, các bạn muốn dưỡng da với toner nè, với sữa dưỡng da nè, serum nè, kem dưỡng, hay là sữa rửa mặt, tẩy trang hoặc là dầu tẩy trang, hay là body lotion thì các bạn có thể sử dụng các sản phẩm của La Givaudan, rất là ok vì nó ở cái mức độ rất là an toàn và tương thích với mọi loại da. Nói chung là tất cả những sản phẩm hiện tại tại tiệm của Ốc, Basle thì cũng chuyên về dưỡng trắng ha. Nó với thành phần từ nước biển sâu rất là ok, mọi người có thể sử dụng. Beauty Skin thì có bộ Centella Asiatica là từ rau má, là bộ này thì nó sẽ giúp trắng da, tái tạo và phục hồi, và nó phù hợp với những người có làn da dễ bị kích ứng, những người mẹ đang mang thai hoặc là mẹ sau sinh. Cốt xù thì lại rất là chuyên trong cái khoảng là trị mụn, là tẩy tế bào chết, detox da, nâng tông da thì cốt xù làm rất là tốt. Blendos thì cấp ẩm rất là ok, và với những cái thành phần khá là lạ như là rượu hay là cánh hoa hồng thì Blendos có những sản phẩm để dưỡng ngày và dưỡng đêm đều rất là ok. Pretty Skin thì rất là đa năng với những sản phẩm thông thường, nhưng mà Pretty Skin thì được đánh giá cao với những sản phẩm nó có chiết xuất từ snail, ốc sên, từ vàng, từ placenta là hoạt chất chống lão hóa, cho nên cái phân khúc của Pretty Skin nó vừa dưỡng trắng da, nó vừa chống lão hóa, vừa cấp ẩm, pha trộn nhiều, chào em, pha trộn nhiều cái công dụng khác nhau, và giá thành nó cũng từ mức độ vừa phải cho đến giá thành cao thuộc cái phân khúc mà sản phẩm nó cao cấp hơn. Ferrafe thì cũng là một thương hiệu mà họ có những cái sản phẩm từ nhân sâm hay là dòng tinh chất siêu dưỡng da cũng giúp cho da của mình được phục hồi một cách rất là ngoạn mục. Ngoài ra tiệm của Ốc còn có những sản phẩm như là mỹ phẩm nội địa tại Đức này, tại châu Âu này, hoặc các sản phẩm được xách tay từ Mỹ về. Nhưng mà đa phần thì vẫn là những cái sản phẩm chính ngạch của những thương hiệu đã có cái uy tín nhất định trên thị trường. Hoặc là các bạn có thể sử dụng Andalou Naturals, là một cái sản phẩm là chứa những cái tế bào gốc từ trái cây. Nó thuộc dòng organic, tức là mỹ phẩm hữu cơ của Mỹ, nên các bạn có thể yên tâm hoàn toàn. Nói chung là hè Ốc sẽ có một chuyến sang châu Âu. Ốc cũng sẽ đến thăm cũng như là mang thêm một vài những cái nguồn hàng tốt của dòng nội địa châu Âu để đem về Việt Nam của mình, cụ thể là tại Đức và một số nước khác nữa. Sau đó thì Ốc sẽ có chuyến sang Nhật. Nói chung là Ốc đi rất là nhiều, thì việc đi giúp cho mình hiểu thêm về thế giới xung quanh, giúp cho bản thân mình lĩnh hội được thêm nhiều kiến thức, cho các con mình được đến khắp mọi nơi, và cũng một phần nào đó là mang những sản phẩm tốt về cửa hàng của mình nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Ốc sẽ phải tạm biệt. Những cái comment nào chưa kịp thì Ốc sẽ trả lời sau ha. Ốc sẽ phải đi quay sắp mặt cho đến tận tối. Nếu mà tối được về sớm thì Ốc sẽ livestream dưỡng da, còn nếu không kịp thì chắc đành chịu rồi đó. Ngày mai, ngày mốt thì Ốc nghĩ chắc Ốc không có kịp giờ để live, tại vì đi quay quá nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.